nhân tay lên. Ôi, nhìn nó đẹp lắm. Để mọi người chờ. Cái này bé cho mình đi. Cho mình đỡ bé. Người mẹ đó em còn ngon chứ. Em cứ hái đấy. Chị ơi, lúc đó mọi người về luôn hay là có đi ăn gì nữa không? Về luôn nè. Mọi người cũng về đi ngủ chị ơi. Đúng rồi, lạnh quá thì biết đâu về lại. Mà tự nhiên sáng hôm qua lạnh quá hả? Bắt từ đêm hôm trước thì qua. Sáng hôm qua chạy ra nhà hát lên duyệt chương trình. Xong đi xe máy á. Ba bà đi. Chị nhìn ba người đi. Muốn giúp hàng chúng tôi. Ba người. Không, chị hiểu luôn em là cả ba chị. Ba người. Xong rồi, em ơi, đợi đi xong rồi đấy. Mâm này chưa có. Cứ bình tĩnh thôi. Chị em quay một. Chị mẹ. Alo ạ. Vâng. Chưa. Ai em giờ cô la nữa. Đây đây em mẹ để bạn em đi bên đây có rồi. Em không muốn cô la. Em để đây có rồi. Thôi, em đi về thế ghê. Thế nữa. Ôi ôi, hàng ngày mình bị nghe cái tiếng này bây giờ mình ám ảnh quá. Tại cái chỗ Linh thuê nhà họ đang xây sửa đó. Sáng nào cũng bắt đầu. Đủ chưa? Bây giờ sáng. Đừng có ngay. Trong đây có người béo, có người gầy. Nhưng bánh tỷ lệ thuận chọc. Ê nhầm tỷ lệ được. Có người bị tiểu đường cơ, chị Lan nhờ. Cho nên là chị được ăn một trái dâu. Nhưng mà nhớ cho miếng không có dâu rồi. Vừa bán cái thay ơi. Thế bây giờ bạn gái thế này up lên cho mọi người. Mấy bạn kia bạn ảnh sao đây? Còn nữa là thú em đây đâu vậy? Thú em ơi. Thú em ơi. Thú chưa nào còn ai thiếu không? Kìa cú, cú, nghe cho cú đây, đây đó Mòn. Cú, em về đây của em lắm. Ôi rồi còn nguyên một cái thịt vuông này nè. Mòn hai miếng nha. Ơ kìa miếng kìa Mòn đâu, ăn hai miếng đâu. Ai biết gì đây. Mòn có. Ôi hay quá, chỗ này quên một chữ N. Đây, mọi người có chữ gì không? Ôi không có chữ gì hay quá. Quên một chữ N nhé. Em ai ăn tiếp lên cắt tiếp nghe. Ai ăn tiếp thì lên xin họ. Mọi người xem lại clip xin clip đầu tiên 2 năm trước.